Nha, cái này rất là đặc biệt, nếu các bạn xào không có vàng là không có thơm. Đây là món mì khô ở Vĩnh Long, vùng quê của My ở, làm như vậy nè các bạn, rất là đơn giản luôn. Mình làm sẵn rồi tới sáng hay chiều hay ngày mai gì mình ăn lại cũng rất là ngon. Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, đến đây ăn mì với My nè. Hôm nay My làm mì khô, ăn rất là ngon. Các bạn cũng có thể làm mì nước theo kiểu này. Những cái món mì làm hôm nay cũng rất là đơn giản, mời các bạn xem cho vui ha. Đầu tiên là sau khi mì đã trụng xong, My cho mì vào dĩa ha. Mì hiệu này nha các bạn, mì Hoành Thánh. Các bạn có thể mua sợi nhỏ hoặc sợi lớn tùy thích nha. My cho một chút hành phi vô. Hành phi này là mình mua của Costco nha các bạn, cái hộp này luôn. Xong rồi My về My bỏ vô chút xíu dầu, My làm cho nó vàng lên. Rồi mình tắt lửa xong mình bỏ ngược lại cái hộp này luôn. Đúng là cái hộp của nó luôn các bạn. Nhanh gọn tiện, nó hơi dụng dụng một chút mà mình thấy ăn cũng ok, nó cũng giòn. Và ở vùng quê của My á, ăn hay có một chút đường cho nên My cho vào đây khoảng nửa muỗng đường. Nếu các bạn không có ăn đường thì đừng có để vô ha. Xong rồi ketchup, cà chua, mình cho vô khoảng một muỗng canh. Nước tương matcha mới ngon nha. Nước tương matcha này mình mua của Costco, My cho cũng khoảng một muỗng canh. Ngò rí với hẹ với hành mình cắt nhuyễn ra rồi mình cho vào, cho chút ít tiêu vào đây nha. Và cuối cùng là các bạn đừng có quên là để chả lụa chai lên nha, nếu mà các bạn có. Rồi bây giờ đem hâm vô microwave khoảng 30 giây nha, cho nó nóng đều lên. Và mình ăn với một tô nước súp nóng hổi luôn nha các bạn. Để lên một chút hành ngò luôn nè. Nước súp này ở trong đây My nấu với rau củ và đặc biệt là phải có củ cải trắng nha các bạn. Với hẹ, mình nấu cho nó nhiều xong rồi mình lấy cái nước. Xong rồi những cái nấm đây là nấm đông cô hoặc là nấm bào ngư, nấm hào, xào cho nó vàng lên. Các bạn xào cho vàng thì nó mới thơm nha. Cái này rất là đặc biệt, nếu các bạn xào không có vàng là không có thơm. Xào vàng thật vàng xong rồi các bạn mới bỏ vô cái nồi súp. Và cái đậu hũ này là cái đậu hũ rất là ngon, đậu hũ của Hàn Quốc. Đây nè các bạn, này là mình cắt ra nhỏ nhỏ, xong rồi mình cho nó vào, xong rồi My nấu với củ su. Củ su này mình ăn rất là giòn luôn ha. Cà rốt, rồi nếu các bạn thích rau củ gì nữa thì mình lấy thêm nha. Đây là vài cọng đậu que, My đã luộc riêng để giữ cho màu xanh đó các bạn. Khi mình luộc xong rồi My cho vào nước lạnh để cho nó giữ được màu xanh, thì tới khi nước súp mình nấu xong hết trơn rồi thì My mới để vào và nó giữ được màu xanh rất là đẹp luôn. Bạn thích bông cải xanh hoặc bông cải trắng thì mình cho vào nữa để nồi nước súp của mình có đầy đủ dinh dưỡng hơn nữa ha. Và cuối cùng My cũng cho vô một chút ít tiêu xay nhuyễn cho mùi thơm, cho tô súp của mình thơm nhiều hơn các bạn ơi. Bây giờ mình ăn tô súp này với cái dĩa mì này mình đã trộn nè, rất là ngon luôn. Xong rồi các bạn đừng có quên là cho một chút ít mè lên nha. Mè rang xong rồi các bạn chờ chừng nào mình ăn mình mới xay ra để nó thơm. Cái mè này, cái đồ xay này My mua ở Daiso Japan nha các bạn. Và thêm nữa, nếu các bạn thích rau nhiều thì đây là rau salad, My đã cho một chút ngò với hẹ vô trong đây. Salad này mình ăn chung với mì này thì rất là ngon luôn các bạn ơi. Các bạn thích nhiều thì để nhiều ha. Ở nhà thì My không có giá cho nên là mì của mình theo kiểu Mỹ không có giá giống như bên Việt Nam mình nha. Nhưng mà ăn rất là ngon, giòn giòn, thơm mè, đầy đủ hương vị quê hương, hành phi, nói chung là rất là thơm luôn. Các bạn có muốn thì là vào bếp làm thử với My nha. Cái này mình làm sẵn hết luôn, xong rồi cái tới sáng cái My lấy ra mình hâm lên là mình ăn được liền rồi các bạn. Các bạn nhìn có ngon không nè, hấp dẫn lắm luôn á. Ai muốn ăn lại đây ăn với My. Mình cũng có thể ăn mì nước, mình đừng có để ketchup ha, thì mình đổ nước vô thì thành tô mì nước cũng rất là ngon luôn. Lúc ăn các bạn đừng có quên là mình múc một miếng nước súp này ha, mình rưới lên nước này nè. Đó, mình rưới chút chút lên, xong rồi mình mới trộn đều lên rồi mình ăn. Cái nước súp này rất là đậm đà luôn các bạn. Mình ăn mềm, ngon, con của My rất là thích những cái đậu hũ non này. My xin dừng ở đây nha, My cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. My chúc cho các bạn ăn chay luôn được ngon miệng ha. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản hay là cùng đi shopping với My nha. My chào tạm biệt các bạn, bye bye.